reflecting you. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tháng 3 này, lần đầu tiên trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long ra mắt một không gian âm nhạc đặc sắc. Chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Với mỗi tập phát sóng, các nhạc sĩ tài hoa cùng người bạn tri âm sẽ kể cho chúng ta những giai thoại tình yêu. Lần đầu tiên mình thấy một người con gái xinh như vậy. Hương Tranh là nàng thơ của Đức Trí. Ngọc Sơn thực sự mượn cái bài hát này đi tỏ tình. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Từ năm 97 tỏ tình đấy, bây giờ vẫn có ghế. Người bạn gái đầu tiên của Si Luân quen 8 năm cho mình chọn lựa, một là chọn âm nhạc, hai là chọn cô. Cho nên từng câu từng chữ trong bài hát là nó đều nói về cuộc tình như mây khói. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu. Nguồn cảm hứng cho những sáng tác của em đều là những cái cảm xúc đối với người yêu cũ. Người yêu cũ của em hiện tại bây giờ đang là vợ của em luôn. Mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc đặc biệt qua chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu ngay bây giờ. Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Chương trình với sự đồng hành của công ty điện tử Sáp Việt Nam. Chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu, chúng ta sẽ gặp gỡ 20 nhạc sĩ, những người đã có những tác phẩm gắn liền với những ký ức thanh xuân của mỗi người. Và thông qua cuộc trò chuyện với những nhạc sĩ, chúng ta sẽ gặp gỡ những người ca sĩ đã gắn liền tên tuổi của mình với những tác phẩm ấy. Và trên tất cả sẽ là những câu chuyện đằng sau những cái sáng tác ấy. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị, trong chương trình này thì các ca sĩ của chúng ta sẽ hát live cùng với ban nhạc. Và xin chào đón ban nhạc OC Band. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người nhạc sĩ mà có thể nói là anh là chuyên gia tạo hit, một hit maker khi mà đã trình làng rất nhiều sáng tác của mình và đã ghi dấu ấn tên tuổi của rất nhiều ca sĩ. Chàng trai của thế hệ 8X nhưng rất là năng động, viết thể loại cũng khá là đa dạng, không chỉ là những ca khúc về chủ đề tình yêu mà còn về gia đình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với 20 năm sáng tác đã sở hữu gia tài âm nhạc, 300 ca khúc nhạc trẻ về tình yêu, 300 bài hát thiếu nhi, 20 bài hát nhạc gia đình, 50 bài nhạc phim quảng cáo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã khẳng định vị thế của một nhạc sĩ lớn. Những bài hit làm nên tên tuổi của anh như Chiếc Khăn Gió Ấm, Đêm Trăng Tình Yêu, Mộng Thủy Tinh, Mùa Đông Không Lạnh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung 4 năm liên tiếp đạt giải nhạc sĩ được yêu thích nhất làn sóng xanh 2008 đến năm 2011, đề cử giải Mai Vàng, đề cử giải Cống Hiến, giải Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần 2 cho Nhật Ký Của Mẹ, giải thưởng Giấy Mèn cho chuỗi bài hát thiếu nhi, kỷ lục Việt Nam nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu. Xin giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Vâng, xin chào Trung. Và ngày hôm nay thì để cuộc trò chuyện chúng ta gần gũi hơn thì xin mời Trung ngồi vào chiếc ghế này. Mời Trung. Vâng, bây giờ mình làm một cái cuộc thống kê nhỏ nhỏ xem là bao nhiêu ca sĩ hát ca khúc của mình cái nổi tiếng hoặc là hit. Trước tiên cho Trung xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đầu tiên là nhóm GMC với Đêm Trăng Tình Yêu. Tiếp theo là Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc với Vầng Trăng Khóc nè. Anh Nhật Tinh Anh thì có Một Tình Yêu Mang Theo, Khánh Ngọc thì có Mộng Thủy Tinh. Rồi anh Khánh Phương có Chiếc Khăn Gió Ấm, Nam Cường Bay Giữa Ngân Hà, Cao Thái Sơn Con Đường Mưa, Cầu Vồng Sau Mưa, Bảo Thi Ngôi Nhà Hoa Hồng, Hải Băng Hạt Giấy, The Man với Em Luôn Trong Tâm Trí Anh. Cái câu này thì lúc đầu thì dễ, nhưng mà thật sự là để thống kê hết thì rất khó. Bởi vì
có những cái ca khúc mà nó khá là lâu rồi đúng không ạ? Vâng, thường á, nhạc sĩ một là xuất phát theo những cái cảm xúc của mình, hai là họ sẽ có thể đo theo cái thị hiếu của thị trường để mà sáng tác. Đối với Chung thì Chung sẽ sáng tác theo cái dạng nào? Tất cả những bài hát mà Chung viết đều bằng tình cảm của mình, đều bằng cảm xúc của mình, bằng cái bản năng của mình. Lúc đó Chung đang là sinh viên năm nhất thì Chung học khoa du lịch khách sạn. Thứ bảy chủ nhật là rảnh cái chạy ra cái tiệm net Yahoo chat á, Yahoo chat có một cái nick rất là dễ thương là công chúa thủy tinh. Lúc đó nick Chung là Chung Lucky. Cái tự nhiên công chúa thủy tinh nói chuyện, cái xong rồi nói chuyện chào hỏi một hồi, cái là cô ấy gửi hình cho mình xem và mình cảm thấy đẹp quá. Và lần đầu tiên mình thấy một người con gái xinh như vậy. Đến mức mà mình phải nhờ anh chủ tiệm net in cái tấm hình đó ra. Trời. In màu ra. Yeah. Là 5.000 lần đó. Chứ in giấy trắng đen là chơi có 500 thôi. Hồi xưa đi internet có 3.000 đồng giờ, 2.000 giờ mà in cái tấm hình 5.000. Rồi mình gấp tư mình bỏ vào túi. Rồi tối về mình ngắm công chúa thủy tinh. Đẹp giống như là giấc mơ. Là viết về cho cô này hả? Lưỡi chân buồn thương trên đường khuya, trên lối yêu đương làm chi khi nói nên lời biệt ly. Ta đừng quen nhau nơi rời xa không đơn đau. Cuộc tình đôi ta giờ như giấc mơ tan máu. Em đi tìm anh, em gọi anh trong giấc mơ. Sao anh mới xa, anh nỡ quay lưng đời ta. Giờ còn yêu dấu quay cuồng trong cơn bão sông. Cuộc tình đôi ta còn đâu anh hay? Ngày nào anh đã đi rồi, người xa tình xa khuất chân đôi. Em nhớ anh, em mãi mong anh về đây với em. Cho tròn giấc mơ không đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm bao tháng năm, bao dấu yêu xưa giờ đây đã vỡ. Cuộc tình như mây khói. Em đi tìm anh, em gọi anh trong giấc mơ. Sao anh mới xa, anh nỡ quay lưng đời ta. Giờ còn yêu dấu quay cuồng trong cơn bão sông. Cuộc tình đôi ta còn đâu anh hay? Ngày nào anh đã đi rồi, người xa tình xa chân đôi. Em nhớ anh, em mãi mong anh về đây với em. Cho tròn giấc mơ hôm đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm bao tháng năm, bao dấu như xưa giờ đây đã vỡ. Cuộc tình như mây khói. Ngày nào anh đã đi rồi, người xa tình xa khuất chân đôi. Em nhớ anh, em mãi mong anh về đây với em. Cho tròn giấc mơ hôm đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm bao tháng năm, bao dấu như xưa giờ đây đã vỡ. Cuộc tình
như mây khói. Vâng, nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Ngọc hát á, thì Ngọc cảm nhận cái điều gì qua ca khúc đó? Ca khúc Mộng Thủy Tinh là một cái style rất là khác. Nó mãnh liệt, nó rock, nó gào thét, nó quằn quại hơn. Thì bởi vì Ngọc nghĩ là đó là cái mối tình mà nó cũng khá là sâu đậm. Lúc mà cái thời mà Ngọc hát lúc đó là Ngọc mới có 21, 22 tuổi thôi. Chưa? Có rồi chứ ạ. À. Ngọc hát nó hay hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. À. Và cái lần đầu tiên mà Trung nghe Ngọc hát á là cái sân khấu ở nhà văn hóa thanh niên chiều và... thứ năm hả? Đúng rồi, chiều thứ năm. Và cái đó là cái lần đầu tiên mà Trung có cái cảm giác là mình bị nổi da gà khi nghe một bài hát hay. Và một cái nữa là nó là cái ký ức của Trung về cô gái đó. À, quen nhau qua Messenger đúng không, Yahoo đúng không? Sau đó khi mà gặp ngoài đời á thì Nguyễn Văn Trung có bất ngờ không? Khi mà Trung gặp ngoài đời á, Trung cảm thấy rất là bất ngờ là tại vì xinh y như ảnh. Trời ơi, vậy là hơn đấy. À, chắc ngày xưa đó là không có cái app này app kia đó. Đúng rồi, không có điện thoại để chỉnh app chỉnh ảnh đâu. Trung vẫn còn nhớ ngày đó là ngày sinh nhật của mình. Và cô ấy đi từ Long Xuyên lên trên một chiếc xe ở miền Tây á, lên thì cô ấy lên ở con đường Lê Hồng Phong mà trong cái buổi chiều mưa. Đó là lý do của bài hát Con Đường Mưa. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa. Lần đầu tiên mà hai người gặp nhau là dắt nhau đi Đầm Sen chơi và lên cái vòng đu quay á. Thì cái vòng đu quay đó sau này Trung cũng thể hiện trong cái bài hát đó là Bay Giữa Ngân Hà. Vòng đu quay nó phước lại càng bay lên cao đó. Rồi sau đó là hai người giữ liên lạc với nhau và thương nhau. Một tháng gặp nhau hai lần, một lần bạn ở lên đây, một lần Trung xuống dưới Long Xuyên. Thì gặp nhau đúng 24 lần, là đúng cái ngày sinh nhật thứ hai của mình á. Là không liên lạc được, không liên lạc được với bạn. Và lúc đó là mình tìm mọi cách, mình gửi mail, mình gọi điện thoại cũng không thấy trả lời. Mà Trung đi về Long Xuyên á, Trung đi tìm nhà của bạn đó và Trung hỏi dò hỏi thông tin thì không ai biết. Tức quá, mình kiểu mình không hiểu là nó phải như thế nào. Cho nên từng câu từng chữ trong bài hát là nó đều nói về cảm xúc lúc đó. Người xa tình xa khuất chân đồi. Tại sao khuất chân đồi? Là tại vì nhà bạn đó ở dưới một cái gầm cầu mà mình đi một cái dốc lên như vậy nè. Thì đó là cái là chân đồi. Và đó, cuối cùng là chưa? Cuộc tình như mây khói là nó tan, nó không có còn cái gì nữa hết. Hôm nay là nghe nhạc sĩ nói cái mình mới thấm thía ra nhiều điều. Bởi vậy. Rồi mình có biết lý do vì sao cô ấy lại biến mất không? Mãi sau này Trung mới tình cờ Trung biết lại được. Mà cái câu chuyện sau này á, là một cái câu chuyện rất là thú vị. Nó giống như là một cái cuốn tiểu thuyết mà được ghép lại á. Trong suốt mười mấy năm, Trung không hề có tung tích của cô gái đó. Như là mình cũng đã chấp nhận, mình quen rồi. Mình xây dựng đó là một cái mối tình để cho mình tôn thờ. Một cái mối tình đẹp. Và sau này, Trung nhớ là năm 2019 vừa rồi á, thì lúc đó là Trung có một cái biến cố trong cuộc sống. Trung rất là buồn. Trung rất là buồn, cái thời gian đó có thể nói là rất là khó khăn với Trung. Ba mẹ Trung nói là thôi dắt nó đi đâu chơi đi. Cái là sau đó là hai cha con đi qua Mỹ chơi. Thì cái ngày đầu tiên mà mình bước lên đất Mỹ á, có một cái tài khoản Facebook nhắn tin cho mình. Đi ăn sáng không? Trời. Cái mình tưởng là đứa nào tào lao mà mình không thèm trả lời. Cái sau đó mình lại vào mình check cái tài khoản đó để thấy là ghi là học ở Lê Hồng Phong. Cái mình nghĩ là chắc cái thằng nào học Lê Hồng Phong ở đó chung với mình á. Mà mình cũng không nhớ đâu, tại đó cũng ít tiếp xúc lắm. Cái đến ngày cuối cùng là cái ngày đó là 2 giờ chiều là Trung ra sân bay. Mà Trung đã xếp đồ xong rồi. Cái Trung nghĩ sáng nay cũng rảnh, thử coi đi gặp coi nó là ai. Cái nói qua đón Trung đi, Trung đang ở bên đây. Thì mình cứ nghĩ là một người bạn học chung lớp thôi. Nhưng mà khi mà cái xe tới, mình vừa mở cửa mình bước lên xe thì đó là cô gái năm xưa. Trời ơi, nghe như phim nha. Nghe như phim và lúc tôi nghe nổi da gà luôn. Là Trung cảm thấy tại sao nó lại hay như vậy, nó lại trùng hợp như vậy. Và cái hai tiếng đó là hai người đi ăn với nhau một tô phở. Và bạn đó chở Trung vào một cái công viên mà lá vàng, lúc đó là mùa thu mà, tháng 11, lá vàng rực. Và hai tiếng đó là hai tiếng đáng nhớ nhất trong đời của mình. Thời điểm đó cô ấy nói là cô ấy vẫn còn tình cảm với mình, vẫn còn thương mình và rất là muốn liên lạc với mình, nhưng mà không biết bằng cách nào.
Và cũng nghĩ là chắc là duyên đến đó thôi, cho nên phải chấp nhận. Nhưng mà nếu như vậy thì rõ ràng là cô ấy thường xuyên vào Facebook của mình mới biết mình đi qua Mỹ. Từ khi mà Chung nổi tiếng lên là cô ấy đã biết rồi. Đã biết những bài hát đó mình viết cho cô ấy rồi. Ồ, biết luôn. Nhưng mà lúc đó là cái khoảng thời gian mà Chung đang có gia đình. Cho nên cô ấy cũng không tiện liên lạc. Nên sau đó thì cô ấy biết mình đi qua Mỹ thì cô ấy liên lạc và trò chuyện lại với nhau. Cái cảm giác sao xuyến rung động nó không phải là cảm giác của tình yêu, mà nó là cảm giác của một cái gì đó nó rất đẹp. Nó rất đẹp và mình rất là trân trọng nó. Vâng. Giống như là mình tìm ra được cái nguyên nhân, giống như là mình đó, mình cảm thấy là một cái, nó nhẹ cái lòng. Cái trang sách cuối cùng của cái cuốn tiểu thuyết đó. Vâng. Sau cái câu chuyện của cô gái ở Long Xuyên đó thì mình biết cho cô ấy 30 bài. Khá nhiều bài, Chung biết rất là nhiều bài, rất không nhiều bài. Được hết đâu. Nhưng mà đa phần chung những bài hát đó nó đều có một cái keyword ở trong đó. Khói mây. Một cái gì đó nó rất là nhạt nhòa, nó rất là mơ ảo. Thì bài Hình bóng của mây cũng là một trong những cái bài hát mà Chung viết cho cô gái đó. Nếu hạnh phúc có trên trần gian thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ mai ghép lại, nhưng lạc đâu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, nhưng cũng đã sầu cùng với mưa buồn biệt mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bất chợt gặp nụ cười thương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm. Anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi, lại đưa cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Hey! Không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui, ngủ nỗi nhớ mai ghép lại, nhưng lạc đâu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, nhưng cũng đã sầu cùng với mưa buồn biệt mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bấn chân gặp nụ cười thương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm. Anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi, lại được thao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, nhưng cũng đã sầu cùng với mưa buồn biệt mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bấn chân gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiện về giữa đêm. Anh cố chạy đến bên mà mãi xa, lại được thao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Oh,
Thưa quý vị, trong tình cảm á, đôi khi chúng ta nghĩ là nếu chúng ta yêu, chúng ta nói, chúng ta thích thì chúng ta thể hiện. Nhưng mà duyên phận sắp đặt mỗi một người theo một cái ngã rẽ khác nhau. Như câu chuyện vừa rồi thì Nguyễn Văn Trung cũng chia sẻ là cái chuyện tình yêu của bạn ấy như là một điều gì đó không với được. Và tưởng như mọi thứ đã có thể chạm được thì định mệnh nó lại đưa đi với một cái khung trời khác, một cái không gian khác. Và cái bài này thì Phương có nhớ là lần đầu tiên mình nhận được là khi nào không? Tình cờ nghe chú bé bài này thì Phương nghĩ là cái chất này hình như là cái chất này rất là hợp với mình, bởi vì nó có những cái đoạn cao trào, nó gưng, nó thét lên, hoặc là nó giống như là rất cảm xúc. Và cái thứ hai là có những cái nốt mà nó nhấn nó đúng với cái quan giọng của Khánh Phương, cho nên là Khánh Phương mới nói chung là em ơi bài này nè, nếu có thể thì em để cho anh hát bài này. Vậy là khi mà hai anh em gặp nhau thì Trung mới hát thử cái demo cho Khánh không Phương. Không phải nghe. Cái bài hát này đó Trung muốn giữ để Trung hát làm kỷ niệm. Thì trời ơi, giữ hát kỷ niệm chứ không có ý định debut. Trung ơi, qua đây thì tôi thấy rõ ràng là Trung có ý định là trở thành ca sĩ dấn thân vào showbiz rồi nè. Nó lại quay lại trở lại cái mục tiêu ban đầu mà Trung sáng tác. Trung sáng tác cho bản thân mình. Thì lúc đó là Trung cũng muốn hát cho cái chuyện tình của mình. Thì nhưng mà anh Khánh Phương nghe được cái bạn đó, Trung cũng muốn để Khánh Phương thể hiện đúng cái bạn, đúng cái gu nhạc, cái chất của anh Khánh Phương, giống như là Khánh Ngọc đã thể hiện đúng cái chất của bài hát của Khánh Ngọc. Chính ra một người mà bước qua cuộc đời mình để lại cho mình không chỉ những nỗi đau đâu mà còn để lại cho mình nhiều bài hát quá. Viết ra bài đầu tiên cái mình bỏ, bài thứ hai đó là bài Mùa Đông Không Lạnh, Vườn Trái Khóc là bài thứ 6, bài Mộng Thủy Tinh là bài thứ 8. Đêm Trăng Tình Yêu là bài thứ 11. Tôi đang trộm nghĩ là bây giờ mình có thể thử cover lại cái ca khúc đó, một cái ca khúc hit của Nguyễn Văn Trung, nhưng lần này sẽ là Khánh Ngọc với lại Khánh Phương không nhỉ? Ủa còn Nguyễn Văn Trung thì sao? Mình tam ca đi cho người ta debut. Người ta đang muốn debut. Chuyện tình tay ba. Chuyện tình tay ba đúng không? Như vậy là cô Ngọc sẽ là nữ chính, còn đây là hai nam chính trong cái câu chuyện này. Đúng. Không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giống bao nhiêu đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi son dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người, và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông buồn không chỉ người, vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lâu. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vội vã, em và anh mỗi người một nơi. Để mai sau dù gặp cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ. Hay quá, vui cảm ơn bài nhạc. Có kỷ niệm vui nào mà khi mà mình thể hiện cái bài Vầng Trăng Khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung mà nó đến bây giờ Ngọc vẫn còn nhớ không? Nếu mà nói phần chân khóc thì nói chung là mình đi diễn quá là nhiều xuyên suốt, cho nên là nó có rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất trong cái cuộc đời của mình đó là cái ca khúc Vầng Trăng Khóc, khi mà đi hát cho các em trẻ mồ côi mà đón Trung Thu á, thì Ngọc nhớ lúc đó là Ngọc hát Vầng Trăng Khóc. Đón Trung Thu hát Vầng Trăng Khóc. Đón Trung Thu hát Vầng Trăng Khóc.
thật là thú vị đúng không thật ạ? Thật là thú vị. Cứ có Vần Trăng là hát vô chung tôi rất là hợp luôn. Mà hát lúc đó là Ngọc nhớ là hát Vần Trăng Khóc mà hai anh em hát ba lần. Hát ba lần có nghĩa là hát một lần cái xong rồi hát xong ca xong cái một khán giả lên muốn hát chung cái hát tam ca xong cái hội vẫn muốn nghe nữa thế là lên top ca luôn đó có nghĩa là ba lần hát chỗ mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái thời điểm đó là tại vì chương trình ở trên TV không có nhiều rồi xong mọi thứ đều không nhiều nhạc chung nhạc chờ cũng chưa có luôn. Rồi coi như là mỗi lần mà khán giả mà gặp được ha, nghệ sĩ á, là người ta rất là quý. Chính là nếu bây giờ mà cái bài đó mà có trên TikTok kiểu ngày xưa là chắc nó cũng viral cũng dữ dội lắm ha. Bài đó bây giờ xuất hiện thời điểm bây giờ là mình yên ấm rồi. Cơm no áo ấm rồi. Nếu mà cái thời của em Trung nhá, mà giống như kiểu bây giờ thì anh nghĩ chắc chắn em thì là nhạc sĩ giàu nhất Việt Nam, chắc chắn luôn. Đúng rồi, quay trở lại với lại câu chuyện thì sau khi mà Khánh Ngọc được khán giả yêu mến thì mình có tiếp tục mình gửi bài và mình có ca khúc nào tiếp theo trong cái hành trình đó không? Cái đĩa mà thành công nhất tiếp của Khánh Ngọc là bài Ngỡ Như Giấc Mơ. Ngỡ Như Giấc Mơ cũng là viết về cô đó đúng không? Đúng rồi, cũng là viết về cô gái đó. À, nhưng mà lúc đó là khi mà nhận cái bài Ngỡ Như Giấc Mơ thì Ngọc đã suy nghĩ như thế nào? Ngọc đã cảm nhận như thế nào? Mà Ngọc có đoán nó trở thành hit tiếp theo không? Thật sự ra lúc mà Ngọc nghe cái bài Ngỡ Như Giấc Mơ đó, Ngọc có cảm nhận của Ngọc đó là bài này rất là hay, rất là lãng mạn, nhưng mà Ngọc cũng rất là áp lực bởi vì Ngọc nói là cái bài này nó mong manh nhẹ nhàng á. À, đúng rồi, nó Ngọc sợ là Ngọc sẽ không thể hiện được cái sự mềm mại của cái ca khúc. Ngọc là Ngọc thích những cái bài nó phải dữ dội. Nó hoàng hoại đó, nói chung là Khánh Phương với Khánh Ngọc giống nhau vậy đó. À. Nó thích cái gu mà mạnh mạnh với lại cái giọng được, nó lực á. Nếu mà cái bài nó nhẹ nhàng thì mình vẫn có thể phối theo cái cách mạnh mẽ vẫn được. Cái nốt nó như vậy rồi, cái nốt bài viết như vậy rồi. Mình bây giờ nó có mạnh thì nó cũng mạnh mạnh vừa vừa thôi, nó không thể nào mạnh mạnh hơn được nữa. Bởi vì Ngỡ Như Giấc Mơ nó là như vậy. Đó thì Ngọc cũng có tí xíu, rồi xong rồi lên cho Trung nghe, rồi Trung cũng nói là kết hợp nó kiểu Ngọc tém tém lại chút xíu, cái lúc nào tém tém lại chút xíu hình như hát là mềm cái bài, mại hơn. Cái bài Ngỡ Như Giấc Mơ là Ngọc quay cái MV là với một cái anh chàng đã chạy xe đạp. Đúng rồi. Tại vì trong cái clip đó là Ngọc bị tông xe mấy lần. Tông xe bằng xe đạp vô cái người nát đó. Nát váy rồi tùm lum. Nát váy rồi sau đó cuối cùng là cho số điện thoại để hai người yêu nhau đó đúng không ạ? Cái là vô cái bài đó là lên luôn, Ngỡ Như Giấc Mơ. Bây giờ đây thì tôi nghĩ là trong cuộc đời của mỗi người thì có những chuyện tình yêu nó sẽ thành hiện thực, nhưng cũng có những người bước qua thì chúng ta thấy tình yêu của mình nó giống như là một giấc mơ, như câu chuyện của Nguyễn Văn Trung vậy. Giấc mơ mà bạn ấy chia sẻ đó là một giấc mơ đẹp đúng không? Đến bây giờ vẫn là một ký ức rất ngọt ngào. Và thậm chí tôi còn nghĩ là nếu mà dựng thành phim thì nó cũng có khá nhiều chi tiết thú vị đấy. À, kiểu phim Hàn Quốc ha. Một cái câu chuyện tình yêu với một giấc mơ rất là nhiều tài sản kết xù. Là nhiều tài sản kết xù. Chàng nhạc sĩ cuối cùng thì không lấy được trái tim của cô gái, nhưng cô gái lễ cho thằng chàng ấy hơn gần 30 mấy ca khúc để lại. Và đấy, bây giờ chắc là sẽ mời Khánh Ngọc thể hiện một trong những cái ca khúc hit tiếp theo trong cái CD của mình nha. Vậy là bây giờ Ngọc sẽ hát một bài hát của Nguyễn Văn Trung, ca khúc Ngỡ Như Giấc Mơ ha. Ngỡ Như Giấc Mơ. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Không anh đi cùng trên phố vắng, đêm nay sao mưa giăng cho lòng em buốt xa. Em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân quen, kỷ niệm xưa ngọt ngào như giấc mơ. Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp, sau này anh ra đi không một câu giáng từ. Cho tim em cô đơn còn anh vui trốn nơi nào, lòng em đau vì anh biết không. Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây, về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong may mãi vui. Dù anh đang ở đâu, em sẽ ôm dịu yêu thương ngày xưa
dấu trong nước mắt có những nỗi đau không là giấc mơ. Đang yêu em trao lời yêu ấm áp, sau này anh ra đi không một câu giã từ, cho tim em cô đơn còn anh vui chốn nơi nào, lòng em đau vì anh biết không. Hạnh phúc nhau ta vẫn nắm tay vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi, nhưng hỡi anh hỡi em phải sao để anh về đây để lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trả. Dù đau đớn nhiều lúc mai khóc khóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong anh mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm tình yêu thương ngày xưa. Dẫu trong nước mắt có những nỗi đau không là hạnh phúc nhỏ ta vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi, nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trả. Dù đau đớn như lúc mai khóc khóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong may mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm tình yêu thương ngày xưa. Dẫu trong nước mắt có những nỗi đau không là giấc mơ. Cảm ơn nữ ca sĩ Khánh Ngọc với một tâm trạng rất suy tư. Bài này có bài đợt này. Anh đi hát karaoke á. Yeah. Anh có hát bài này luôn hả? Không, anh thì không hát bài này, tại vì bài này của nữ mà. Nhưng mà tất cả những cái người mà đi chung với anh á, thì là rất thích bài này, là ai cũng hát. Nói chung là con gái nó cứ vô là chọn bài này để hát. Yeah. Thích bài này. Em ra đi không câu giả từ đúng không? Cái câu đó là nói về cái câu chuyện mà của cô gái đó đến ngày chung đến thì cô ấy đã ra đi không để lại một cái tin nhắn nào cả. Nhưng mà nếu như Phương á, nếu mà Phương là cái chàng trai trong cái câu chuyện đó mà đến quê, đến Long Xuyên mà gặp cô ấy, gái ấy tự nhiên dọn nhà đi đâu mất tiêu thì Phương sẽ làm gì? Có nghĩa là mình lỡ xuống Long Xuyên rồi thì mình thôi mình kiếm đại cô nào? Kiếm đại cô nào? Hát ở dưới đó lên. Trời ơi! Thưa quý vị, đó là hai trường hợp khác nhau. Suy nghĩ rất tích cực. Suy nghĩ rất tích cực. Đang đúng là Khánh Phương nha. Khánh Phương với Nguyễn Văn Trung là hai người hoàn toàn khác nhau. Đang mất công đi xuống Long Xuyên xa lắm vậy. Ngọc thì nghĩ là lỡ xuống Long Xuyên rồi thôi thì mình hưởng thụ kiếm một cái resort hay kiếm cái chỗ nào để mình đi du lịch để xả stress. Hồi đó đã biết nhạc đâu mà có tiền. Vậy thì Nguyễn Văn Trung đâu có viết được 30 ca khúc kia. Tại vì lúc đó nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Cho nên đây mới là Nguyễn Văn Trung nè. Đây mới là con người thật Nguyễn Văn Trung. Nhưng mà Trung này khi mà viết những cái bài này thì tôi thấy thật sự nha, nhiều ca sĩ hát những cái bài của Trung xong á, cái gọi là định mệnh hay số phận trong cuộc đời của họ nó cũng rất là chênh vênh. Đó, nó cũng tôi đó. Đấy, tôi đang định nói câu chuyện của Khánh Ngọc. Khánh Ngọc hát hai bài là Vầng Trăng Khóc nè, rồi Ngỡ Như Giấc Mơ, rồi Mộng Thủy Tinh. Rõ ràng rồi mình em với đó. Em nữa nha mọi người. Rồi mà thấy kiểu giống như nhạc của Trung viết ra nhìn như nó cũng định mệnh số phận lắm cho nhiều cái ca sĩ người ta thể hiện đúng không ạ? À thôi cái đó là nghiệp của mỗi người thôi, phải ngồi tính không liên quan đến Trung đâu. Liên quan đến mình đâu. Đó Khánh Ngọc này hát 4 bài nó áo ấm rồi mà. Không hát 4 bài của Trung không có bài nào mà thoát được số mệnh hết. Trung biết tại sao rồi. Tại sao? Tại vì khi đang cơm no áo ấm mà không tặng cái áo nào cho mình. Đó. Tại sao? Đúng không? Đúng không? Không cơm no áo nóng mà không có tặng chiếc khăn gió ấm kiểu vậy. Nhưng mà lúc đó thì đang đùng đang viết nhạc tình yêu rất được khán giả yêu mến. Viết khoảng gần mấy trăm bài tình yêu rồi thì tôi thấy là Trung bắt đầu chuyển hướng sang viết những cái thể loại khác. Tại vì chính vì mình không chuyên á nên khi mà mình trải qua một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời là tự nhiên mình muốn viết
về cái những cái bài hát trong cái lĩnh vực đó, tại vì lúc đó mình đang đúng là có cảm xúc, mình đang có trải nghiệm trong đó. Ví dụ như khi mà Chung có con thì Chung bắt đầu viết những bài hát về thiếu nhi, rồi khi mà Chung nhận ra được cái giá trị gia đình thì Chung bắt đầu viết những bài hát về mẹ, về cha. Không chỉ là những bài hát về tình yêu đâu mà những bài hát về gia đình hay là về mẹ cha, Chung cũng rất thành công. Ví dụ như bản nhật ký của mẹ với Hiền Thục thể hiện đã trở thành một trong những bài hát quốc dân. Nè, có bài hit nữa nè, gia đình nhỏ hạnh phúc to nữa nè. Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Này Khánh Vương cũng có nghe rồi. Phương có thuộc không? Thuộc một hai câu, tại vì anh trai của Khánh Vương để nhạc giờ bài này. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái chủ đề về gia đình, với ca khúc mà tạm gọi là khá là phổ biến với rất là nhiều gia đình của chúng ta, đó là Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Và như Khang cảm nhận đó là cái ca từ của Chung thường rất là chắc chiêu và rất là giống như là mình dùng chữ là rất là tinh tế. Yeah. Cảm nhận rất là tinh tế. Tinh tế nhất chính là cái tượng hình. Chung hay dùng những cái tượng hình giống như là mượn hình bóng của mây nè, mượn chiếc khăn nè, mượn cơn gió hay là mượn cái gì đó trong thiên nhiên. Không, nói chung là Chung hay mượn lắm. Chung viết nhạc, Chung hay mượn cái này mượn cái kia. Bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện thì trong cái gia tài mà rất nhiều ca khúc hit của Nguyễn Văn Chung thế, thì Khang nhớ một bài của Khánh Phương vào cái thời điểm đó cũng giống như Khánh Ngọc chạy xô không kịp dứt. Chiếc khăn gió ấm nó đã được sáng tác như thế nào? Bài Chiếc khăn gió ấm là một bài hát mà Chung tưởng tượng. Nghĩa là Chung đọc một cái câu chuyện, Chung rất là thích đọc sách. Và có lần Chung đọc một cái câu chuyện tình rất là dễ thương của hai người yêu xa. Chứ bản thân mình chưa yêu xa bao giờ. Thì trong cái yêu câu chuyện ở đó, Long Xuyên là yêu xa được còn yêu gì xa, nữa? Yêu xa, Long Xuyên là nó vẫn còn trong đất nước. Còn yêu xa là ở nước ngoài luôn. Là chàng trai ở bên đây thì cô gái ở bên kia trái đất, nửa vòng trái đất. Thì ở bên đây là ban ngày, thì bên kia là ban đêm. Đó là hai người đã ở cách xa nhau nhưng mà vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm nhau, vẫn nhớ về nhau. Và hình như là hồi đó là cái tiền tác quyền cho bài này nó cũng không cao lắm đúng không ạ? Một triệu. Sao Khánh Phương bảo với Khang là có 500 ngàn à? Anh nhớ 500 nhầm hả? Anh nhớ 500 hay chưa? Em mới nhớ nhầm, em không có nhớ không rõ. Anh em đều nhớ nhầm hết. Thưa quý vị, ôi ôi, như vậy là Khánh Phương còn thiếu 500 ngàn, chưa trả. Không phải. Nhưng mà có thể là Chung nhớ nhầm, tại vì hồi đó mười mấy năm rồi. Đúng, Ngọc nhớ là cái thằng đó. Bài độc quyền là hình như 2 triệu, 3 triệu đúng không? Tác quyền 500 đúng không? Tác quyền 500 thôi. Mình nhớ nhầm. Đúng rồi, thường độc quyền Khánh nhớ là 3 triệu. Thôi em xin 500 cũng được. Phương, nhưng mà tại sao cái ca khúc đó nhiều người hát rồi Phương lại quyết định Phương hát lại? Tại vì lúc đó là Khánh Phương, thứ nhất là nói thẳng lúc đó là Khánh Phương nói với Chung là anh đang bị thiếu bài trong cái album mới của Khánh Phương, và anh đang muốn tìm một cái bài độc quyền. Nhưng mà lúc đó là anh nghe hình như một vài bài của em, anh hình như là anh không ưng lắm, không cảm thấy không phù hợp lắm. Cho nên là cuối cùng anh mới nói là em còn bài nào không, thì Chung mới nói là em còn một bài nhưng mà bài này đã có người mua rồi,
nếu mà anh hát thì anh phải chấp nhận là anh chỉ hát được tác quyền thôi, anh không thể độc quyền được. Thế là Phương cũng ok, thế là Phương nghe bài này và Phương thích bài đó luôn. Nó có một câu chuyện rất là trùng hợp, đó là khi mà chúng tôi phát cái bài này trên radio thì nó rơi vào thời điểm là mùa đông ở Hà Nội rất là lạnh. Mà các cô gái thì thích gì? Thích kiểu có một cái khăn choàng, thích có một cái bàn tay sưởi ấm mình. Cho nên là khi cái bài này ra, nó được khán giả viết thư gửi về rất là nhiều. Và tự nhiên là một cái khúc thành tác quyền. Nói thật, vào cái thời điểm đó không ai nghĩ tác quyền. Người ta chỉ nghĩ bài đó là của Khánh Phương. Đúng rồi, người đúng ta rồi. Nghĩ bài đó là bản quyền của Khánh Phương luôn. Đúng chứ rồi. Không ai nghĩ là bài đó là Phương hát lại cả. Đúng không ạ? Mà Khen biết sao, cái bài đó lúc đó nó không chỉ là một bài hát đơn thuần. Dạ. Mà nó hit một phần là nó như là một món quà vậy. Đúng không? Khen làm trên show em Khen biết mà. Mọi người gửi nhau rất là nhiều ở trên radio. Như vậy thì có thể nói là có những bài nó đặt để vô đúng tay của một ca sĩ nào đó thì nó trở thành hit, đúng không ạ? Có thể có những bài người ta có thể nghe là 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng người ta chán. Và người ta có thể là không bao giờ quay lại nghe bài đó. Nhưng mà tại vì sao chiếc khăn choàng đến thời điểm bây giờ người ta vẫn thích và người ta vẫn nghe. Đây là điều Khánh Phương cảm thấy kỳ lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Khánh Phương nha. Mời Phương sẽ gửi đến một chút ấm áp cho quý vị khán giả khi mà nghe cái ca khúc này. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Hơi mây băng vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em miếng giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cào và ra diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em. Come on. Gửi cho em đêm lung linh và thiên sóng đời biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Cười mây băng vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em miếng giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ đến em. Gửi cho em đêm lung linh và thì sao nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em như ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Thank you.
quá, cảm ơn ca sĩ Khắc Phương, cảm ơn bản phối rất là hay của chương trình. Nhạc sĩ sau cái thành công của ca khúc nào thường hay được đặt hàng tiếp theo, ví dụ như Gió Ấm 2, Gió Ấm 3, không biết là lúc đó thì Trung có nhận được cái lời đặt hàng từ Khánh Phương không? Trung đã từng nhận được lời đặt hàng Vầng Trăng Khóc 2 hay là Con Đường Mưa 2 rồi, nhưng mà Trung không thích. Là tại vì Trung nghĩ là mỗi bài hát nó nên là duy nhất, nó là một cái kỷ niệm đẹp nhất. Và nếu mà mình có tiếp nối cái thành công đó thì mình nên tiếp nối với một cái chủ đề khác. Và cái đó cũng là cái thiên hướng của một người nghệ sĩ nên có, đó là sự sáng tạo chứ không phải là sự đi theo lối mòn. Chúng phát triển thì chúng ta mới sẽ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Vâng, không biết là trong thời gian tới thì chúng ta có dự định viết chủ đề nào đó đặc biệt hơn không, hoặc là tiếp tục về đề tài tình yêu hay không? Sẽ rất khác, nó sẽ đầm hơn. Nó sẽ nhưng mà có dè chừng không? Nó chững chạc hơn đúng không? Dạ, chững chạc hơn. Nhưng mà nó có dè chừng không? Có dè chừng hơn. Chúng ta thấy là dòng chảy của âm nhạc theo thời gian thì có thể thay đổi, nhưng điều quan trọng là cái cảm xúc mà mình mang đến cho khán giả. Thì tôi nghĩ là không chỉ là Khánh Phương, Nguyễn Văn Trung đâu, mà Khánh Ngọc, những người mà đã cùng trưởng thành, cùng thành công vào đúng cái thời điểm của nhau như thế, thì khi mà các bạn kết hợp với nhau thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái điều gì đó nó sẽ mới mẻ, để phục vụ cho không chỉ là đối tượng khán giả để yêu mình đâu, mà chúng ta nên phục vụ cho những đối tượng mà họ chưa có nhiều cơ hội để biết về mình vào cái thời điểm này, để họ cảm nhận được những cái sự mới mẻ đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện cùng với lại ca sĩ Khánh Ngọc, ca sĩ Khánh Phương và đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu là chương trình như là một cái bức chân dung về cái người nhạc sĩ với những ca khúc hit của họ. Lần đầu tiên tôi mới biết được là đằng sau những cái tác phẩm hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là cả một cái câu chuyện về cái người yêu cũ của mình như thế nào. Và tôi tin rằng là khi mà mọi người gặp nhau ở đây, nó sẽ là một cái nhân duyên vô cùng tuyệt vời để giúp cho họ có thêm nhiều cái cảm hứng hơn nữa trong những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Phạm Hồng Biển cùng với lại OC Band. Xin được cảm ơn trưởng ban nhạc piano nhạc sĩ Nguyễn Tuân, keyboard Minh Đại, guitar Đăng Khoa, drum Nhật Hào, guitar bass Thanh Phương, saxophone Thiên Thành. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và chương trình sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Chương trình với sự đồng hành của công ty điện tử Sáp Việt Nam. Chắc chắn rồi, và mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời chúng ta sẽ có những câu chuyện tình yêu khác nhau. Điều còn mãi động lại trong trái tim của mọi người đó chính là cảm xúc, và cảm xúc thì sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, người đã ghi tên vào sách kỷ lục trở thành nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập 2, xin mời quý vị khán giả cùng giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với những câu chuyện chưa từng được kể đằng sau những sáng tác. Xem chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu được phát sóng vào ngày 26 tháng 3 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.